Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2021. Thông tin nhanh tại họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ tháng 4 đến nay đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương, với các biện pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp và thương mại tháng 9 có dấu hiệu khả quan. Về sản xuất công nghiệp, Thứ trưởng cho biết, trong quý 3, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp giảm 3,5%, tính chung 9 tháng năm 2021 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Về xuất nhập khẩu, theo Thứ trưởng, xuất khẩu đang chững lại kể từ tháng 8. Tháng 8 giảm 6% so với tháng 7, tuy nhiên sang tháng 9, mức giảm đã thấp hơn, tháng 9 chỉ giảm 0,8% so với tháng 8. Mặc dù vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của cả nước vẫn giữ được mức tăng cao 18,8%, đặt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, thì đây là một nỗ lực rất lớn của các ngành, lĩnh vực. Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 tăng khoảng 6,5% so với tháng 8. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 7,1% so với cùng kỳ. Về giải pháp trong những tháng cuối năm của ngành công thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất lớn trong các khu, cụm công nghiệp nhằm khôi phục nhanh nhất các hoạt động sản xuất, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, từng bước mở lại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, các hộ kinh doanh trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch nhằm tạo môi trường cho kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, tiếp tục đổi mới, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng số, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng rà soát thủ tục, quy trình cấp phép.